kìa, cầm cái đó làm cái gì á? Hả? Để đào sao? Đào sao? Đúng này đào rồi. Nhưng mà đào rồi. Mình kìa đào, đào sọ, đào sọ khi nào chưa? Ăn bằng miếng nó đỡ đó, mình đi cho mấy sức. Con có sức rồi. Hồi nãy con uống sữa chưa? Mà lên nó có office nó bán. Ừ, hình như vậy là nó là ba mấy á. Tại vì hồi trước sau mấy hình như là mình trả cho cái license, cái trả cái license, cái trả cái đó luôn. Ba mấy đồng là cho nguyên năm hả? Nếu mà ai mua hả? Chừng nào mình lên nó mình mua cũng được. À. Nó mình đi nhiều. Mà thực sự một năm mình đi không đâu nhiều đâu. Nếu mà ai mà đi nhiều ừ. Mấy cái fork này thì mình thôi. Ồ, vô rừng này đã. Vô đây cái không khí nó khác liền. Thấy nó thoải mái hơn. Dạ đúng rồi, những ngày đây này cậu. Cái chỗ này là chỗ nó kem. Nó kem kem bên kia hả? À. Ủa cái con cá này là nó không được bắt hay sao? Không phải. Mình bảo vệ á. À. Mình bảo vệ mấy cái nước cho nó như đừng có thả mấy cá thôi. Ừ. Đó là nhà vệ sinh đó cậu. Đây này, có nhà vệ sinh đâu luôn này. Minh Kỳ đi cẩn thận nha, trơn á. Thấy trơn không? Minh Kỳ thấy trơn không? Thấy chứ, sao không thấy? Thấy luôn hả? Đó, đó. Phải không? Sao Minh Kỳ lại đào cái lỗ đó làm gì? Con nghĩ là có đúng không? Nghĩ có không? Minh Kỳ nghĩ ở đó có không? Con trò đó. Đi 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 đi. Đi mau đi mau. Chết rồi, chỗ đây sao mà Minh Kỳ qua đây? Không qua được. Không qua được không? Anh cẩn thận nhá. Đi. Quá lạnh quá. Nước không à. Đó đâu phải, đó cục đá mà. Đi. Đây nè. Đây con coi. Nhỏ đây có ông coi. Đây nè. Đó, nó nè. Đâu. Đó là mình phải móc nó lên nè. Con này nó vừa móc tròn vậy thôi á. Dạ. Cái con này á hả? Dạ. Nhỏ vậy. Ừ, hơi nhỏ. Ờ con này cũng ok mà. Ừ, mấy con này là mấy con nhỏ này á. Ừ, mấy con nhỏ này ok. Đó, thấy không? Rồi lấy xô bỏ vô thôi. Đó. Mấy con này là vừa vừa nè. Mấy con này ăn cũng ngon rồi. Yeah, mấy con này về ấy đó. Đó nó mới cái lỗ như ngay đây nè. Đâu đâu, chú Quyền chỉ lỗ cái kiểu như thế nào mà phát hiện ra nó như thế nào. Giống như là mình thấy mấy cái lỗ nó bự bự á. Đây lỗ này thử coi này. Không, đó. Không có. Sệt. Yeah, mình sệt một cái, cái là lên. Sệt một cái là nó tự nó sủi lên hả? Ừ, thấy nó sủi sủi lên là ok đúng không? Cái là nó đó. Ồ. Có muốn đào mình cái lỗ mà có con cua. Đây nè hả? Đó, đây là. Nè, khó không? Khó không ạ? Không ạ. Đó, thấy nó sủi đó. Nè. Không có. Cái này không ạ? Cái lỗ nếu mà sủi là mình biết liền à. Ừ. Đó kìa, mấy hai ông kia đầu có kìa. Đây nè. Đây. Thấy cái lỗ nè. Đó, thấy cái lỗ nó rõ lắm chưa? Thấy không? Thấy chưa? Không không, con dậy đi, con dậy đi để bố tao kìa. Ừ. Đó, cái này có lỗ luôn này.
nữa. Ồ, nước kìa, nước nữa nó sủi lên kìa. Bên đây có con nào không? Đó, nó đã thấy cái vòi nó. Rồi, rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đó nè. Nó đâu? Nó cứ nằm ở đó. Tí nữa bố cho mình kỳ lấy nó nhá. Nào. Mấy cái ra đây móc cái con này lên. Đây đây, này con lại ông lấy cái đó, ông móc con này lên mau lên. Ủa, phải lấy bao tay á, ông tao tính. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa này. Đó, con đó, con móc nó lên. Móc lên. Rồi để mình kỳ móc này. Móc móc đi. Đó, mình kỳ móc nó kìa. Móc lên. Được mấy con này là cũng ok rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó. Nè, con này gọi là con gì? Ốc gì? Mở ra đi. Nó cũng là một loại ốc nó là mấy con nhỏ, con horse clam nhỏ. Horse clam nhỏ. Yeah. Mà con này đâu có vòi đâu. Cái vòi hồi nãy nó thụt cho đây cho trong này nè. Ừ. Nha, về mình lấy ra. Ok. Lấy con này đi. Không bắt nhiều con này về cũng ok á. Ừ. Đâu cần con to đâu, con này là vừa đấy. Tí nó đau ngoài kia kìa, tí nó đè sức để đau ngoài kia. Không giờ kẻ đau một số nhỏ này trước đi. Ừ. Đó. Mình trước đi mình sẽ, mình thấy mấy cái lỗ mình xẻ cái nếu mà có cái lỗ là nó đó. Đây nè, cái này, lỗ này. Thấy không? Đây có cái lỗ nè. Đó. Đây, cái này. Đây này, nó ngay đây nè. Mất cái đấy rồi. Đó nè. Con này thì mấy con này là cũng nhỏ. Nhỏ cũng được, cũng ok rồi. Nhỏ này nhỏ đâu, nhỏ lắm đâu. Loại này là vừa đấy. Đó, đây. Đó, vậy thôi. Cái con này là cái con mấy con nhỏ này. Ừ. Cái này nhỏ, còn mấy con bự tí nữa ngoài kia là mình với bự. Đó. Đậu cạn mà. Đó, thấy cái vỏ của nó rồi kìa, thấy cái vòi này. Ờ, đó kìa, nó lòi lên, thấy lòi lên. Đây này. Đâu, cái vòi nó đâu? Đây này. Đâu? Đó, thấy chưa, thấy nó lòi lên, thấy chưa? Đó, thấy nó. Đó, bắt thêm được con này bự nè. Thấy chưa, đây nè. Ở đây cũng có con này nữa. Bự này. Đây, này, con nữa này. Con nữa này. Một lỗ mà hai con nữa này. Thấy chưa, đã chưa? Con đen. Ok, để tí nữa vô cho con nhé. Tí nữa. Con muốn con đâu. Thấy không? Thấy giờ biết cái lỗ nữa. Mình xoét một cái là nó yeah. Nó có cái lỗ là nó đó. Nè. Ồ, con này về nướng lên ăn đã lắm này. Này không? Này. Đúng rồi. Đó, nè. Đó, thì ở đây là mấy con này. Còn tí nữa ra ngoài kia là mấy cái con bự. Mấy con to, con hot lem kia mới bự kìa. Cái này phải đào nhanh. Yeah. Đào hồi nó vô tay nó. Đó, thấy nó rồi nè. Thì đó, này thấy cái vòi nó luôn mà, vòi nó bự luôn mà. Đây là, giờ con này bự hết. Này bự, này ok này. Này khỏi đào luôn, moi được. Yeah, thì đó mình cứ moi tới đây, tí nữa đào cái con kia cũng vậy, con bự á. À, mình thấy cái vòi nó rồi á. Là cứ moi thôi. Cứ moi thôi. Yeah. Đó. Ok. Size này là cũng ok rồi ha. Yeah. Con này phải đào trong quanh trước. Cái này đào sâu lắm. Vòi đó nữa hả? Đó, vòi đó. Vòi đó. Đào đó, phải đào nữa thôi lần nào. Đào xung quanh, đào xung quanh. Lấy cái sâu. Nó đào xung quanh nha. Lấy cái sâu, lấy cái sâu. Sâu đó. Đây đâu rồi? Đây, sâu xuống. Mà rồi, nước rồi, nó vô đấy chứ. Yeah, bây giờ phải đào ra. Đó. Ủa, con này bự nè. Đó. Đây nè. Đó. Chính ngọt. Đấy. Mày à bự. Mày à bự. Bự bà cố luôn. Đã chưa? Con này cũng ok chứ không
đấy, bự quá chứ này. Bự hơn cái bàn tay của mình luôn mà. Này. Con này quá sâu luôn ạ. Nè. Này phải tay. Tay phải dài lắm mồi được con này. Ôi cái vòi nó trồi lên kìa. Cái vòi nó luôn đi. Thấy cái vòi nó rồi. Trời ơi bên kia nè. Mũi kìa, trời lạnh quá mũi kìa. Lại cho kia thì mũi đi. Mũi được à. Sâu quá. Hồi nãy mới dẫm lên cái da. Mẹ hả? Con gì đó. Ủa ghê vậy? Ghê quá à. Dạ. Da con gì? Da con gì mà nó vừa có bực. Oh my god. Oh my god. Trời ơi coi con này nè. Đâu con này. Đâu. Oh mẹ. Oh. To hơn cả cái bàn tay của mình luôn á. Bỏ lên cái mặt. Con này ăn là đúng bài luôn. Nhiều khi một cái hố nó có hai ba con á. Vậy yeah. Bây giờ sao đào được. Trời ơi con này nè, cái vòi này. Ngón tay mình nè. Ngón tay mình nhỏ xíu. Ôi trời ơi quá. Rồi 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 có lỗ tiếp rồi. Đây. Đó. Đào nhanh hơn nước đào kịp nó mới bắt được chứ. Vào không kịp. Cái lỗ ngay chính đây luôn. Không biết là nhờ chỗ đây nó cũng khô. Hai thằng mình đào chắc rồi. Hai thằng mà đào chắc. Thôi luôn. Cứ mòi người đi. Khi nào nó đụng ấy. Mòi theo đi nè. Như có cái gì cứng cứng đây. Đây nè. Đây nè, có cái gì cứng cứng đây nè. Đây cái thùng kìa. Thấy không? Đây là cái vỏ này. Không, không cho lần nhà đấy. Lấy cái này lấy này. À, lấy cái này là thì cắm thấy coi. Chưa nè. Xuống. Con này sâu đấy. Đứng được không? Cùng cũng lấy được. Sau một hồi cố gắng. Để cho sạch xe để chụp thì mới đẹp chứ. Sau một hồi cố gắng. Tí mới dính giả mà. Đâu có chụp đâu, quay mà. Đây nè. Tác phẩm của ông Quang. Tác phẩm của ông Quang đúng bài luôn.